chúng ta cùng tiến lên phía trước và giơ cao đôi tay hướng về Chúa. Mỗi người chúng ta hướng trọn tâm linh, tâm hồn và thân thể của mình về Đức Chúa Trời của chúng ta. Hãy chuẩn bị một tấm lòng sẵn sàng. Hãy chuẩn bị để ra mắt Vua trong sự hiện diện đầy dẫy của Ngài. Hãy chuẩn bị để bước vào cuộc hẹn thiên thượng. Ngài sẽ tuôn đổ phước hạnh xuống trên những con người khao khát. Ngài sẽ tuôn đổ quyền năng xuống trên những con người tin cậy. Ngài sẽ đem chúng ta đến sự tự do thật. Ngài sẽ chữa lành mọi bệnh tật cho chúng ta. Ngài sẽ đem phước hạnh tươi mới vào trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Hallelujah! Chúng con dâng lời cảm tạ, ngợi khen, chúc tụng Đức Chúa Trời vĩ đại của chúng con. Ngài là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa. Chẳng có ai lớn hơn Ngài. Chẳng có ai quyền năng hơn Đức Chúa Trời của chúng con. Chẳng có ai khôn ngoan hơn Đức Chúa Trời của chúng con. Chẳng có ai yêu chúng con hơn Đức Chúa Trời của chúng con. Chẳng có ai thành tín như Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con biết ơn Chúa vì tất cả những điều tốt lành mà Ngài đã làm cho cuộc đời của chúng con, bắt đầu từ sự cứu rỗi mà Ngài đã đem đến cho tâm linh của chúng con. Hallelujah! Cảm ơn Chúa. Chúng con khao khát được ở trong sự hiện diện đầy dẫy của Ngài. Cha Thánh ơi, xin bày tỏ sự hiện diện đầy dẫy của Ngài tại nơi đây. Và xin bày tỏ sự hiện diện đầy dẫy của Ngài ở trên mạng Internet, để cho tất cả những ai đang theo dõi chương trình của chúng con đều được phước. Những người nào chưa tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình sẽ vui lòng làm điều đó. Hallelujah! Những ai đang bệnh tật ốm đau, họ sẽ được sự đụng chạm đầy quyền năng của Chúa và được chữa lành thậm chí ngay lập tức. Những ai đang bị tà linh trói buộc, họ sẽ được buông tha ngay lập tức. Cảm ơn Ngài. Chúng con ước ao rằng chúng con sẽ được Chúa sử dụng như những công cụ sắc bén để đem sự cứu rỗi, sự giải phóng, sự chữa lành và phước hạnh của Chúa đến cho muôn người. Chúng con cảm ơn Chúa. Thì Chúa sức dầu trên từng người phục vụ ở trong buổi chiều hôm nay. Mỗi một người trong vị trí của mình, xin Ngài khiến cho họ trở nên kết quả nhất Chúa. Hallelujah! Và xin khiến chúng con hiệp nhất trong danh Chúa Giêsu Christ, khiến cho sự phục vụ của chúng con hài hòa, ăn ý, rõ ràng với nhau để dâng sự vinh hiển cho Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con xin dâng tất cả tấm lòng của chúng con lên cho Chúa. Mọi cuộc đời chúng con xin dâng lên cho Ngài. Nguyện một mình Ngài được vinh hiển mà thôi. Chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Hãy vỗ tay lớn cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúng con sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va. Chúng con sẽ thực lại các công việc lạ lùng của Ngài, lại đấng chí cao. Chúng con vui vẻ và hớn hở trong Ngài. Chúng con sẽ ca tụng danh của Ngài. Amen. Lạy Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài được tôn cao trong sức mạnh Ngài. Chúng con sẽ hát sướng và ngợi ca quyền năng của Ngài. Amen. Mọi con sẽ reo mừng khi chúng con ca ngợi Chúa, vì linh hồn chúng con được Ngài cứu chuộc. Hallelujah. Hallelujah. Tôn vinh ngợi khen danh Giê-su toàn năng. Dùng lời hát chúng ta tạ ơn Chúa. Amen. Hallelujah. Jesus, 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 Jes
Amen. Vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Amen. Thank you.
trái của ánh sáng là mọi điều nhân từ, công chính và chân thật. Hãy xét xem điều gì dẹp lòng Chúa, hãy vung dậy từ giữa những người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Vậy hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em, đừng sống như người dại dột nhưng sống như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu, hãy dùng thi thiên thánh ca và những ngân phúc mà đối đáp với nhau. Hãy hết lòng ca hát chúc tụng Chúa trong mọi việc, hãy luôn nhân danh Chúa ta là Chúa Giêsu Christ mà dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời.
con yếu kém, chúng con yếu hèn, chúng con cần tình yêu